Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức chiều nhạc tưởng niệm hai cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêm và Nhật Ngân và sau lời chào mừng của ông hội trưởng và vài nhạc phẩm xen kẽ là phần trình bày của ông Huỳnh Phước, cựu hội trưởng Quảng Nam Đà Nẵng với đề tài Trầm Tử Thiêm cuộc đời và âm nhạc. Anh Trầm Tử Thiêm sinh vào ngày 1 tháng 10 năm 1937 tại quận Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Và tiếc thay, anh đã ra đi tại bệnh viện Anaheim West Medical Center vào ngày 25 tháng 1 năm 2000. Cho tới giờ này, quý vị ngồi ở đây đã là 19 năm 6 tháng 3 ngày. Anh yêu âm nhạc từ lúc 10 tuổi và nhạc phẩm đầu tay của anh được viết vào năm 1958 do nữ ca sĩ Thái Thanh hát và từ đó đã đưa anh vào vùng trời âm nhạc Việt Nam. Những sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêm thật đa dạng, nhiều thể loại từ tình ca, thiếu nhi ca, dân ca, lính chiến ca, vân vân. Và tổng số bài nhạc anh sáng tác đã lên trên 200 bài. Và quý vị biết rằng rất tiếc chúng ta không còn tư liệu để lại vì anh đã viết riêng trên 100 ca khúc dành riêng cho thiếu nhi Việt Nam. Anh là người sinh ra ở Quảng Nam, có gốc Quảng Nam Thứ Thiệt. Nhưng mà thưa quý vị, anh đã được sinh ra cho dòng giống Lạc Hồng, cho dân tộc Việt Nam, một dân tộc có đầy yêu thương, nhân ái và tha thứ. Thưa quý vị, từ quân trường đổ mồ hôi thì sa trường bớt đổ máu. Và kể từ sau Tết Mậu Thân năm 1968, sau cuộc tàn sát dân lành của bọn Cộng sản, làm chết chóc, chia ly bao gia đình, tàn phá phố phường và nhất là đã giật cập chiếc sầu 6 vài 12 nhịp cầu Trường Tiền thân yêu đã nối liền hai bờ sông Hương xứ Huế mộng mơ. Anh ngậm ngùi thương tiếc, uất hận và anh đã nhập cuộc vào đấu tranh cho đồng bào, cho dân tộc Việt Nam. Anh công thù Cộng sản đã không có nhân tính, phá hoại ngày Tết của dân tộc giữa đêm xuân, gây bao cảnh nổi trôi cho người dân. Anh phải thốt lên rằng vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm lỡ nhiệt cầu. Đó là anh nói chế độ Cộng sản miền Bắc. Và anh khẳng định rằng mối thù này chờ sang ngày nào nối lại nhịp cầu sẽ rửa hờn cho nhau. Thưa quý vị, đối với kẻ thù anh dứt khoát, không khoan nhượng, không liên hiệp. Qua câu nói để đời, khuyên mỗi người chúng ta ở đây phải nên lưu ý. Cộng sản là cộng sản, không có cộng sản ngày hôm nay tốt hơn cộng sản ngày hôm qua. Bản chất của nó không thể nào tốt. Rồi anh muốn hát cho Sài Gòn cuộc khởi, kêu gọi những người con của mẹ Việt Nam hãy vững niềm tin. Thế nào sau cơn mưa rồi ngày sẽ tươi sáng ánh mặt trời. Và sau đó ông Huỳnh Phước đã nói đến những ca khúc nổi tiếng được hợp soạn bởi nhạc sĩ Trầm Tử Thiêm và nhạc sĩ Trúc Hồ qua nhiều ca khúc. Và ông kết luận: Kính thưa quý vị, trái tim của anh Trầm Tử Thiêm luôn cùng nhịp đập với vọng nước. Hơi thở của anh Trầm Tử Thiêm luôn đầy vơi sự nổi trôi của mẹ Việt Nam. Thưa quý vị, anh ra đi trong nuối tiếc bởi vì chưa thực sự thấy được một mùa xuân mới cho quê hương Việt Nam. Tôi kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy dành một phút lắng lòng để tưởng nhớ đến một con người chỉ biết hiến dâng khối óc, con tim của mình
cho tình tự dân tộc, cho âm nhạc đến hơi thở cuối cùng. Và để cảm ơn anh, nhạc sĩ Trần Tử Thiên đã để lại vô vàn nỗi nhớ, tiếc thương qua những ca khúc Để Đời. Tiếp theo là phần nói về cuộc đời và âm nhạc của cố nhạc sĩ Nhật Ngân, là người có nhiều gắn bó với Quảng Nam Đà Nẵng, do Nguyễn Văn Mỹ phụ trách. Trần Nhật Ngân sinh ngày 24 tháng 11 năm 1942 tại Thanh Hóa, lớn lên ở Huế, ở Đà Nẵng. Anh theo học các trường ở Đà Nẵng, ở Huế và vào Sài Gòn cùng gia đình. Anh học ở trường Võ Trường Toàn và trở lại Đà Nẵng dạy học cho đến ngày anh nhập ngũ vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước đó tại Huế và Đà Nẵng, Nhật Ngân đã đến với âm nhạc qua sự chỉ dạy của các linh mục, và sau đó ở Sài Gòn qua sự hướng dẫn của những người thân trong thân tộc, là giáo sư âm nhạc, là nhạc sĩ nổi tiếng như Đỗ Thế Việt và Nhạc Bằng. Anh là một chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong ngành tâm lý chiến. Anh làm trưởng ban văn nghệ cho Trung tâm huấn luyện Quang Trung cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh vượt biên năm 1982 và định cư tại Hoa Kỳ cho đến ngày anh vĩnh viễn ra đi là ngày 20 tháng 1 năm 2012 tại Orange County. Ngoài những ca khúc ký tên Nhật Ngân và người con gái là Ngân Khánh, anh còn sáng tác chung với nhạc sĩ Trần Trình. Và vì cả hai cùng chơi thân với ông Lâm Đệ, con rể của chủ nhà hãng dĩa nhạc Sóng Nhạc, nên đã khai sinh ra tên Trình Lâm Ngân. Nhạc phẩm đầu tiên Tôi Đưa Em Sang Sông, anh đã viết lên mối tình thật sự của anh với người em xứ Quảng. Cuộc đời không ít cái rối rắm. Nếu tình yêu cứ êm đềm trôi qua cho đến kết quả tốt cho Nhật Ngân lúc đó, thì làm gì chúng ta nghe được các ca sĩ hoặc chính chúng ta hát bài Tôi Đưa Em Sang Sông? Làm gì chúng ta nghe được những giai điệu rây rứt và lời nhạc chân chắc của bến đò Xu Đà Nẵng? Sờ bến đất lóng gót chân, sờ bến gió buốt trái tim, hay gót chân ngài xa xưa sợ lắm trong buồn tim? Và cũng từ đây, từ bài hát này, làm cho mối tình của Nhật Ngân và Quảng Nam Đà Nẵng càng thêm thắm thiết, nhất là trong những năm sau này cho đến ngày anh rời bỏ chúng ta. Kính thưa quý vị, dòng nhạc của Nhật Ngân với tình yêu, với quê hương, với đấu tranh, với thân phận con người, với mơ ước hòa bình và nổi trôi của vận nước, đã bay khắp các hang cùng ngõ hẹp trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới, theo chân những người tị nạn hoặc buôn bán làm ăn. Nhạc của anh sẽ và mãi mãi đi vào lòng người Việt Nam, vì nó đã nói lên lòng nhân bản và phong cách của người Việt Nam từ ngàn xưa để lại. Nói đến đây, tôi cũng xin kính cẩn nghiêng mình để nhớ đến các nhạc sĩ thời Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ trong vòng 20 năm mà quý vị đã để lại một kho tàng âm nhạc vô giá, nói riêng và cho nền văn hóa Việt Nam nói chung. Chỗ đứng của quý vị vẫn ở hàng danh dự. Khi ra hải ngoại, nhạc sĩ Nhật Ngân vẫn miệt mài sáng tác cho đến ngày anh trút hơi thở cuối cùng vào ngày cận Tết năm Nhâm Thìn năm 2012 tại Orange County, California. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Nhật Ngân không những đã sống mà lại còn viết lên nỗi niềm của anh và của tất cả những người tị nạn cộng sản chúng ta với bài Ngày Ấy Không Xa. Sẽ có một ngày, ngày ấy không xa, bao đứa con yêu sẽ về tổ quốc. Sẽ có một ngày, ngày ấy không xa, bước chân lưu lạc tìm về gặp nhau. Tiếc rằng ngày ấy chưa đến thì anh đã vĩnh viễn ra đi. Nghe anh kể về người thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà anh gặp trong chiều qua phà Hậu Giang,
cũng là đầu đề của nhạc phẩm mà anh viết cho thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vất vả, đau đớn, bi thương, bị kỳ thị bởi những người cùng dòng máu sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, làm cho lòng tôi chùa xuống. Mỗi lần nghe bài hát này là mỗi lần tôi suy nghĩ nhiều về người thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay chúng ta tưởng niệm anh và vinh danh anh bởi vì anh là một người tài ba mà hiền lành, thật thà, có sao nói vậy, trân quý tình bạn, tình quê hương. Anh có một lập trường quốc gia vững chắc, anh luôn ủng hộ những người tranh đấu vì lý tưởng tự do. Cho nên chúng tôi xin nghiêng mình kính cẩn để nhớ đến anh trong giây phút này với niềm xúc động và biết ơn. Kính thưa quý khán thính giả, chiều nhạc tưởng niệm hai cố nhạc sĩ Trần Tử Thiêm và Nhật Ngân. Sau đó chương trình còn được tiếp nối với phần văn nghệ rất đặc sắc do các ca sĩ Ngọc Hạ, Caron Kim, Quốc Anh và các ca nhạc sĩ thân hữu đóng góp, cũng như phần hoàn cảnh Khăn Sâu Cho Huế do ban tổ ca phụ trách đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng của khán giả. Và chương trình đã kết thúc vào buổi chiều cùng ngày với lời cảm ơn và tặng hoa của ban tổ chức cho bà quả phụ Nhật Ngân và các ca sĩ đóng góp trong chương trình. Phan Đại Nam tường trình từ thành phố Westminster, miền Nam California. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.